Hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2022, Chủ nhật tuần thứ 14 mùa thường niên năm C. Trích sách tiên tri Isaiah: Các ngươi hãy vui mừng với Jerusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó. Để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Jerusalem các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái Người ta. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Người biên bề khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiên qua sông. Bờ đâu ta hãy hân hoan trong Chúa, với quyền năng người thống trị tới muôn đời. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại. Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là đấng không hắt hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này, ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.
các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Ta bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. 72 ông trở về rất vui mừng và nói rằng: thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 14 mùa thường niên. Bài của linh mục Ignacio Trần Nga. Trao tặng kho báu tin mừng. Sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân là sứ mạng hàng đầu của Chúa Giêsu và cũng là sứ mạng tối thượng của Hội Thánh. Hội Thánh là một thân thể huyền nhiệm, gồm có Chúa Giêsu là đầu và mỗi một tín hữu là một chi thể trong thân thể này. Do đó, bất cứ ai là chi thể của Chúa Giêsu đều phải tham gia vào sứ mạng cao quý, trọng đại này. Chính vì thế, trước hết, Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ. Sau đó, Ngài chọn 72 môn đệ khác và sai các ngài ra đi loan báo tin mừng. Hôm nay, trong thế kỷ thứ 21 này, Ngài tuyển chọn thêm nhiều môn đệ khác. Trong số đó phải kể đến 1 tỷ 300 triệu người Công giáo và hơn 1 tỷ người khác thuộc các giáo hội của Chúa Kitô để tham gia vào công việc loan báo tin mừng cho gần 8 tỷ người trên thế giới. Hôm xưa, khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu căn dặn các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Lời căn dặn này hôm nay cũng được lặp lại với mỗi người chúng ta. Đáp lời Chúa mời gọi, chúng ta sẵn sàng cầu xin có thêm thợ gặt. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ cầu cho ai đi làm thợ gặt đây? Ai là thợ gặt của Chúa? Khi cầu xin được bình an, sức khỏe và may mắn, thì chúng ta cầu cho bản thân mình trước. Còn khi cầu cho có người làm thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, thì chúng ta cầu Chúa ban ơn đó cho những người khác ngoại trừ ta. Nhưng dù muốn dù không thì chúng ta đã là thợ gặt chính danh ngay từ khi được lãnh bí tích thánh tẩy. Nhờ bí tích này, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu và được thông dự vào chức vụ ngôn sứ, tức sứ vụ loan tin mừng của Ngài. Vậy thì loan báo tin mừng là trách nhiệm của chúng ta, của từng chi thể Chúa Giêsu, không thể thoái thác được, trừ phi chúng ta tự tách lìa mình khỏi thân thể Chúa. Trao tặng kho báu tin mừng, người ta chỉ có thể tặng ban cho người khác những gì mình đang có. Không ai có thể cho mình điều không có. Vì thế, người đi loan báo tin mừng cho người khác không thể thiếu thốn tin mừng. Tiếc thay, nhiều tín hữu còn nghèo thiếu tin mừng vì chưa đọc và nghiền ngẫm lời Chúa dạy hàng ngày, chưa khám phá kho tàng khôn ngoan chứa đựng trong đó
và đời sống của họ chưa thấm đẫm tin mừng. Nếu tin mừng của Chúa Giêsu chưa sáng lên trong cuộc đời ta, chưa bừng cháy trong tim ta, thì làm sao chúng ta có thể đem lửa ấy thắp lên cho người khác được? Không ai có thể cho điều mình không có. Thế nên việc quan trọng nhất là chúng ta phải đọc và suy niệm tin mừng hàng ngày, rồi mới có thể ban tặng cho người khác được. Lạy Chúa Giêsu, sau khi sống lại, Chúa hiện ra với các môn đệ và phán: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Gioan chương 20 câu 21. Thế là từ hôm đó, Chúa chuyển giao trọn vẹn sứ mạng loan báo tin mừng mà Chúa nhận lãnh từ Chúa Cha cho các môn đệ, cũng như cho chúng con là chi thể trong thân mình Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức sứ mạng thiêng liêng cao cả Chúa trao và ra công gắng sức thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, để muôn người khắp nơi được đón nhận tin mừng và ơn cứu độ của Chúa. Amen. Bài của Linh Mục Ignacio Trần Nga. Vị tiên tri cô độc người Ấn Độ có kể lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây: Vì tội lỗi của loài người, Thượng Đế dọa sẽ trừng trị họ bằng một trận động đất. Đất sẽ nứt nẻ và nước sẽ rút hết vào trong lòng đất. Một thứ nước độc sẽ tràn ngập mặt đất. Ai uống vào sẽ trở nên bất bình thường. Một vị tiên tri nọ đã không xem thường lời đe dọa của Thượng Đế. Ông chuẩn bị đương đầu với biến cố bằng cách từng ngày đem nước lên trên một ngọn núi cao. Số nước dự trữ đủ cho ông sống đến ngày tàn của cuộc đời. Động đất đã xảy đến, bao nhiêu sông nước trên mặt đất đều bốc hơi, một thứ nước khác được thay thế vào. Một tháng sau, vị tiên tri trở lại đất bằng để xem những gì đang xảy ra cho loài người. Đúng như lời đe dọa của Thượng Đế, mọi người sống trên mặt đất đều ra điên dại. Nhưng kỳ lạ thay, loài người không ý thức được tình trạng điên dại của mình. Trái lại, ai cũng muốn ra đường để chế giễu vị tiên tri vì họ cho rằng ông mới là người điên dại. Buồn tình, vị tiên tri trở lại chốn núi cao của mình. Ông sung sướng vì nước dự trữ vẫn còn, và ông vẫn là người duy nhất còn có một tâm trí lành mạnh bình thường. Nhưng ngày qua ngày, ông cảm thấy không chịu nổi sự cô đơn của mình. Ông khao khát được sống một cách bình thường với những người đồng loại. Thế là một lần nữa ông trở lại đồng bằng, và một lần nữa ông lại bị dân chúng ruồng rẫy vì họ cho rằng ông không còn giống họ nữa. Không còn chịu được sự hắt hủi của những người đồng loại, vì tiên tri đã đổ hết số nước dự trữ của mình, và ông uống lấy nước mới của người đồng loại để cũng trở nên điên dại như họ. Con đường dẫn đến chân lý không phải là con đường rộng thênh thang. Người đi tìm chân lý thường là người cô độc. Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Tông đồ Tô-ma. Ai cũng biết lời bất hủ của Tô-ma khi tuyên bố về sự sống lại của Chúa: Nếu tôi không xỏ tay tôi vào lỗ đinh và cạnh sườn Ngài, tôi không tin. Theo phương pháp khoa học, nhiều người đã lấy câu nói của Tô-ma làm châm ngôn cho việc đi tìm chân lý. Nghĩa là nếu tôi không kiểm chứng được, nếu tôi không sờ mó được, tôi không chấp nhận điều đó là đúng. Thái độ đó chưa hẳn là thái độ thực tiễn trong cuộc sống. Giá trị cao nhất trong cuộc sống đó là sự tin tưởng, tín nhiệm đối với người khác. Đau yếu, chúng ta đi mua thuốc, chúng ta buộc phải tin tưởng ở người bán thuốc. Lạc đường, chúng ta buộc phải tin tưởng ở lòng thành thật của người chỉ lối. Thái độ đó càng đúng hơn trong lĩnh vực đức tin. Chúng ta tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu không phải vì chúng ta đã thấy người hiện ra, nhưng chỉ vì lời chứng của các tông đồ, của các tiền nhân. Một thái độ như thế đòi hỏi rất nhiều phấn đấu của lý trí. Lắm khi chúng ta chỉ là một thiểu số cô độc, chúng ta dễ dàng rơi vào nỗi cô độc của những người đang đi tìm chân lý. Người Kitô thường phải đi ngược dòng. Điều người đời cho là bất bình thường có lẽ phải là cái bình thường đối với người Kitô. Điều người đời cho là yếu nhược có khi phải là sức mạnh của người Kitô.
Điều người đời cho là điên dại có khi phải là lẽ khôn ngoan của người Kitô. Bài trích sách Lẽ sống.